Bây giờ thưa bạn xin phép được gửi một bài hát tiếp theo. Bài hát đấy là bài hát về một chữ thôi ạ. Cha, xin mọi người cùng lắng nghe ạ. Cảm ơn nha, những cánh hoa rất là đẹp của mọi người ạ. Cho thưa bạn thấy những chiếc đèn flash và những cái tay mọi người vang khúc này được không ạ? Mọi người bật lên ạ. Hãy cho con xin một lần thương.
Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin kính chào ạ.